chưa đúng cho mẹ đang nằm nhỏ. Trời ơi mở mắt nhìn tùm lum luôn. Ừ, ẩm sao cũng được. Đó. Bồng ngửa không ra, ngửa con ra chút xíu em. Ngửa ngửa ngã ngã giống hồi nãy á. Ngã ngã em ra chút xíu. Cái cổ. Đó, dịch cũng được rồi, không sao đâu. Ừ, đứng đứng cái đầu lên chút xíu là được rồi. Nhưng con gái ơi, nay đi đâu hả con hả? Nay đi đâu vậy? Cái mặt kìa. Dụ đi qua đứng. Đứng. À. Ba Vũ cũng sưu tầm đồ dữ dằn lắm chứ bộ theo tuổi luôn. Phát này cao dữ vậy em. Cái tai nó lúc nào cũng vậy ấy. Đúng rồi. Người ta vậy nè. Liếc mấy người đâu cậu gâu nè, cậu gâu thấy lạ. Liếc. Liếc á. Rồi ẩm nó lại đây coi. Mình nói cho nè. Chồng vô thôi. Chồng được không? Từ từ xếp hàng đi bác bác. Bà nội cho chưa đeo vô nè. Ôi ôi, vàng vàng đỏ tai luôn, vàng đeo đỏ tai luôn. Vàng đeo đỏ luôn. Đây 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 con mặn lại cho. Nè, bà nội nói nè. Minh Minh động Minh, hôm nay đầy tháng con nha. Nè. Nè, gió giỏi nè. Quang nè, mai mốt đi làm ra đường ai nói chuyện ai cũng thương nè, nói chuyện có duyên nè nha. Nha con, ai cũng thương bạn bè mến nè, cứ có hiếu ông bà cha mẹ nha con. Nói chuyện ra là cười vui nha, nha con. Bác Hai kìa, bác Hai trước đi. Bác Hai, đưa lại cho bà nội. Thì... Ừ. Cảm ơn bác Anh. Xoan. Công xanh. Rồi, hai bác này nữa đi xích vô. Cho bác ba đó lại diện đi. Vô vừa không? Vừa chứ. Trời ơi, nghe cái tiếng hót này nè. Cái này dòng liền. Dòng liền hả? Trời ơi, dài chuyện lắm. Ừ, giờ là bắt đầu nói chuyện rồi. Dạ. Nghe dây qua là muốn cái chân tém tém muốn nói chuyện rồi. Đây nè. Lấy nước cục. Cục chén chở nước cục. Này giọng liền em ơi, thấy không? Ừ. Cười kì cười kì. Ôi, dương xanh. Rồi, chúc con mau ăn trống lớn nha, ngoan ngoãn nha, dễ thương, vui vẻ, ai cũng thương cũng mến nha. Cái gì nấu ở dưới? Rồi. Bé yêu của cả nhà.
thành viên mới của cả nhà. Thank you. Chú ba, của cô Ngọc với chú Sen. Bác ba. Nè, của cô Ngọc với chú Sen. Thank you cô Ngọc chú Sen. Ẩm con qua xá đi. Vũ. Hai đứa luôn. Ừ, đúng rồi. Không sao đâu. Cuối thôi ha. Em ra ngoài này đi, tại vì ngay đó ngay cái cây mấy cây nhang ở chúng em. Em xích ra ngoài. Quạt trên mặt em á. Chứ ghét không mặt cơ. Dạ, khói.